Lại bản tin ngắn. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện ông Jim Jordan nói với tờ báo Private News rằng mục tiêu số 1 của ông trong năm nay là ngăn chặn việc ủy quyền lại tất cả những cái hành động của cơ quan tình báo. Ông Jordan nói chuyện với tờ báo Private News khi một bẫy lá hai của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài FISA sắp hết hạn. Để đặt câu hỏi những nhà lập pháp tập trung vào cái quyền riêng tư và chỉ trích sự vi phạm của chính phủ, có nghĩa rằng là cái 1702 cái đạo luật giám sát này cho phép FBI giám sát những người nước ngoài, nhưng mà FBI đã sử dụng nó để giám sát những người Mỹ của chúng ta. Thì cái mục này sẽ được renew mỗi năm với cái quốc hội của Mỹ. Thì năm nay thì ông Jim Jordan ông nói là mục tiêu số 1 để chấm dứt cái vụ này. We'll see what happened, ông đủ cái lá phiếu hay không. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, người có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc tranh luận về cấp phép tại FISA, đã nói một cách chắc chắn rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể ngăn chặn việc cấp phép lại chương trình. Ông Jordan cho biết mục tiêu số 1 của tôi từ nay đến cuối năm là ngừng cấp phép lại chương trình 702 FISA. Ông nói rằng việc chống lại sự ủy quyền 1702 đã trích dẫn một tài liệu tòa án chưa được niêm phong gần đây. FBI đã lạm dụng FISA 300.000 lần từ thời gian của 2020 cho đến 2021. Mục tiêu 702 cho phép các cơ quan tình báo thu thập thông tin liên lạc của những người nước ngoài nhắm vào mục tiêu. Nó cũng là dẫn đến sự giám sát của mục tiêu đối với thông tin liên lạc riêng tư của người nước ngoài là người Mỹ. Những người ủng hộ quyền riêng tư là chạy theo tôi chính án thứ tư về lệnh khám xét thông qua liên lạc của người Mỹ. Nếu mà thật sự nó không có lệnh khám xét thì nó có thể gõ cửa nhà chúng ta anytime, để nó có thể trụ dập những đính thị đối trập anytime. Lý do mà tại sao có tư chính án thứ tư ra đời cách đây gần mấy trăm năm là như vậy. Trong khi đó thì dân biểu Warren Davidson phản ứng trước báo cáo rằng FBI đã vi phạm quyền riêng tư của người Mỹ hàng năm cả ngàn lần. Chúng tôi biết cái chương trình giám sát như 1702 đã lạm dụng người Mỹ có quyền riêng tư từ hiến pháp, và chúng ta chấm dứt cái chương trình giám sát không có bảo đảm. Trong khi đó, dân biểu cấp tiến của đảng Dân Chủ cũng cho rằng đây là một sự lạm dụng quyền quá thái quá và nên cấm cái sự kiện này. Thì tôi cũng hy vọng là như vậy, nói thì phải làm, vì chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi liệu rằng cái đảng Cộng Hòa và một số thành viên của đảng Dân Chủ có chấm dứt cái 1702 không. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.